Xin chào thưa quý vị, à, ngày hôm nay thì em Hiền lại tiếp tục à, quay trở lại với à, tất cả quý vị đây à, Một trong những dòng micro hàng lẻ lô có rất nhiều bộ Đấy, hàng đắt tiền Đấy, Có thể lên đến tầm khoảng trên chục triệu một bộ micro hàng mới Và ở đây thì có những bộ micro em chỉ thanh lý cho các bác Với mức giá chai chai, với mức giá là rẻ chỉ có mấy trăm nghìn đồng một bộ micro Các bác về hát thay những bộ micro dây, à, những dòng micro ít tiền ở trong gia đình nhà mình cũng rất là ok các bác ạ và video ngày này thì em Hiền cũng làm rất là nhanh gọn thôi Rất mong tất cả các bác chúng ta cho em Hiền xin một like nhá Cho em Hiền xin một like và một lượt đăng ký kênh để giúp cho cái video này đề xuất đến người xem các bác ạ Và mong rằng đây cũng chính là một cái tình cảm của tất cả các bác Chúng ta sẽ luôn luôn dành và ủng hộ cho Cao Hiền Audio Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều Và đầu lại em Hiền xin được giới thiệu cho các bác một bộ micro đó chính là dòng micro CK8000 Con này của nó là mặt phai nhôm cực kỳ đẹp luôn các bác ơi và bộ này em nhập vào cũng khá là đắt các bác nhá. Nhưng mà trong quá trình à, vận chuyển thì cái bộ micro này nó bị mất một tay các bạn chỉ còn có một tay thôi. À, mất một tay còn một tay các bác nhá. tay của nó là tay zin các bác. Đấy, và anh em nhìn thấy là một bộ micro nó cũng còn khá là đẹp. Tay của nó là tay hợp kim. Đấy màu đen. Tay chân thì anh em thợ còn chưa lau chùi, chưa vệ sinh, rất là chắc chắn. 500 000 đồng Đấy, có cả phụ kiện, có cả nguồn, có cả chống lăn, có cả dây 6 ly. Và đặc biệt với những dòng micro này thì à, em xin phép để cho các bác với giá cực kỳ là tốt. Đấy, 500 000 đồng các bác nhá. Đầu thu của nó nặng cỡ tầm khoảng 4 cân các bác nhá. Và ở khu vực phía sau thì nó có hai chiếc áp. Đấy, hai volume nó nằm ở khu vực phía sau đây. Đấy, tiếng tăm rất là ok và hệ thống à, mạch của hàng bãi thì các bác biết rồi Toàn bộ là xử lý bằng những con tụ nhôm cực kỳ là đẳng cấp Đấy, Bộ này 500 000 đồng đối với mã số 1 Các bác ai là những người à, chốt bộ số 1 500 000 đồng Đấy, anh em ai nổ tài khoản là em sẽ bao ship luôn cho tất cả các bác luôn. Bộ số 1 các bác nhá. Ok, và tiếp theo bộ số 2 là một bộ micro. Đấy, dòng này thì nó quá độc, quá hiếm, quá là ít có ngoài thị trường luôn các bác ạ. Bởi vì lý do tại sao? À con này của nó là hàng nội địa của Trung Quốc các bác, hàng nội địa của Trung Quốc. Con này của nó có một cái điểm mà không có một bộ micro nào có, tức là nó có ba khối vàng là nguyên khối vàng 24 carat các bác nhá. Đấy nút vặn uh, của nó đây. <laughs> vâng, uh, em chiêu các bác một tí. Ba cái nút như ba khối vàng. Đấy và con này của nó có bò Bluetooth để kết nối xuất ra âm thanh. Đấy, có đường nhạc vào và có cả đường chỉnh bát tép. Đấy. Uh, ở trên cái bộ micro này luôn. Đặc biệt là kết nối điện thoại, kết nối máy tính không dây. Đấy và có cả vang, cả nhại ở trên bộ micro này. Các bác ạ, à, thật sự là một bộ micro Malata nhưng mà nó kết hợp như một con vang số luôn, như một con vàng nữa. Đấy, và bộ này thì nó có cả hai tay các bác nhá có cả hai tay à, malata Đấy, hàng à, nội địa của trung quốc và trên tay của nó lại có là cái hyundai này Đấy, hyundai các bác ạ Đấy, và cái này thì nó thật là nó cũng là hyundai hay malata đều là như nhau nhưng mà nó kết nối với nhau ở phía sau thì các bác có thể cắm đường suất âm thanh này Đấy, đường âm thanh vào này Đấy, và đây là đường 6 ly à, đường đường rắc hai năm để các bác à, ghim thêm vào đây thì con này của đó là các bác là có cả chức năng mic nhá, có cả chức năng là vang và có thể là chỉnh được cả nhà và con này thì nó chạy nguồn 12V, chạy nguồn 12V bình thường. Thì em thanh lý xả cho các bác bộ này với giá 500 000 đồng Đấy có cả chống lạnh, có cả chống sốc. Đấy đầy đủ, đấy có cả dây 6 ly và bao ship cho các bác bộ số 2 đó nha. Bộ này là bộ số 2 các bác nhá. 500 000 đồng, Rồi ok. À, tiếp theo em hiền xin được uh, giới thiệu cho các bác những bộ micro uh, ngon cơ hơn một chút các bác ạ à, ngon cơ hơn một chút đó chính là dòng micro à, mười một một trong những dòng micro được mệnh danh là hiện đại đấy, bậc nhất tại thị trường việt nam cũng như là các các nước ở trên thế giới bây giờ bởi vì lý do uh, dòng này nó có tính năng va chạm đấy, cảm biến va chạm các bác ạ tức là các bác cầm bộ micro các bác chỉ cần uh, không may các bác uh, gõ như này nó cũng tự động nó tắt tiếng này còn chế độ gia tốc có luôn, chế độ uh, tự ngắt có luôn và chế độ uh, sóng xa, sóng gần cũng có luôn. Nó được, được mệnh danh là một trong những dòng micro. Đây, của hãng BF Audio. Đấy và con này còn là con BF G11 các bác nhá. Ruột gan của nó thì thật sự là nó rất là ok luôn. Đấy, nội thất của nó thì các bác này, dòng này có là dòng đầu thu nhỏ các bác. Có những con tụ nhôm to như ngón tay, ngón chân và nó rất là lớn. Đấy, nó giúp cho bộ micro này hoạt động cực kỳ là hoàn hảo. À, phía sau thì nó có cả anten này Đấy, có cả rác sáu ly này. Đấy, và con này thì mặt quắc của nó là quắc vàng các bác nhá Quắc của nó là quắc vàng. Đấy, cho các bác xem qua và ở trên đầu thu thì nó có cả cái phần chỉnh độ nhạy. Đấy, tăng giảm độ nhạy thật sự nó rất là hay và cũng rất là ok. Đấy, các bác có thể nhìn thấy tốc độ nhanh, không uh, chậm chế. Đây, cắm điện cho bác xem này. Trên uh, tay mic thì còn có cả chỉnh độ nhạy luôn nhá Các bác nhìn thấy không? Màn hình của nó là quắc vàng nhá Hey, em uh, ấn uh, nút uh, set này, IR đây là chế độ uh, quét uh, tay mic nhá. Các bác chỉ cần quay cái màn hình tay mic vào đây, các bác ấn cái chế độ này lên thì nó sẽ tự động nó dò. Các bác ấn tiếp phát nữa là phần chỉnh decibel các bác nhá. Chỉnh decibel, chỉnh độ nhạy, thật sự là một bộ micro nó cũng rất là đáng để chơi. Đấy, to nhỏ của nó là đây. Dòng này của nó dòng đầu thu nhỏ, các bác đi làm đám hiếu, đám hỉ thì quá ok luôn. Dòng này của nó là tay titan. Đấy, tay titan. Đấy, có chống lăn, chống sốc xịn. Bộ này em để cho các bác với giá là 1 triệu 900 nghìn đồng các bác nhá Anh em đi làm show làm sự kiện đấy Hoặc là làm đám cưới, đám hiếu, đám hỉ Sống của nó có thể ổn oh, định cho các bác tầm khoảng từ 30 cho đến 50 mét đấy, Anh em rất là ok Thoải mái để các bác uh, lựa chọn Bộ này là bộ số 3 Các bác nhá bộ số 3 Ok đấy, Bộ này các bác nào mà nhanh tay nhanh chân lấy được này, Em còn có mấy bộ thôi đấy, Tay Titan này của nó rất là hiếm đấy Và ruột gan của nó đẹp lắm Ruột gan rất đẹp luôn Đấy các bác nhìn nè, ruột gan quá đẹp luôn con này của nó thế hệ đời cao hàng dự phòng của phòng hát Đấy, gần như là chưa qua sử dụng luôn các bác ơi Đấy, bộ số 3 và tiếp theo bộ số 4 thì em sẽ giới thiệu cho các bác đây hai à, à, một à, bộ micro g mai đi các bác nhá bộ micro g mai đi ở dòng này của nó thì có hai chiếc đầu các bác ạ Đấy, có hai chiếc đầu một đầu của nó là đầu si bốc m hai x và một bộ g mai đi k 500 thì hai con này ruột gan của nó thì như nhau, đầu thu như nhau, cách hiển thị như nhau Đây, Và tay mic của nó thì các bác nhìn thấy nó có một cái côn Đấy, Cái côn của nó là à, cái dòng côn như kiểu côn hợp kim không ạ đèn lồng, đèn lồng. Đây, Côn của nó là côn hợp kim, côn đèn lồng Đây, Và tay của nó thì là tay à, à, vàng côn, à, CNC, nhôm nguyên khối Đây, Lưới của nó là lưới à, dọ hợp kim, lớp Đấy, rất là bền bỉ để cho tất cả các bác chúng ta sử dụng. Đấy và các bác có thể nhìn thấy côn của nó đây. Côn của nó là dòng côn uh, xung quanh của nó là toàn bộ bằng lốc đấy đèn lồng. Và chúng ta sẽ nhìn thấy là cái ruột gan của nó thì còn quá là đẹp. Ruột gan của nó còn quá đẹp luôn. Đây các bác nhá. anh em ai lấy bộ micro này thì uh, có thể uh, chốt cho em Hiền. Đấy, tay chân quá đẹp. Đấy ruột gan cho các bác xem qua đây. Ruột gan của là dòng micro Bayer một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Đài Loan. Đấy, tuy rằng cái tên của nó là khác thôi nhưng mặt mũi của nó là đều như nhau các bác nhá. Bộ này thì nó quá đẹp luôn, có một bộ của nó là mặt màu trắng. Đấy, là bộ này. Một bộ của nó là mặt màu vàng gold. Đấy, ở khu vực phía sau thì cho các bác xem qua về cái nội thất của nó. Đây, nội thất thì xem rồi đúng không? Hai tắc đông 6 ly này. Đấy, hệ thống com tinh chỉnh này, tăng độ nhạy này. Đấy, quá ok, ngó lại nội thất lần nữa cho đã đòi nhá. Đấy, ruột gan này anh em không lạ thì về cái dòng Microbio Venomix này rồi. Đấy, hàng này của nó hàng xịn của Đài Loan giá mới rất chát các bác ạ, giá mới rất là đắt. Đây, và bộ này thì uh, em chỉ thanh lý cho các bác với giá là một triệu uh, <laughs> mấy nhờ? Uh, 1 triệu mấy à, một triệu 700 trăm nghìn đồng. đấy đối với hai bộ số 4 này. các bác ai lấy bộ số 4 thì các bác uh, uh, liên hệ qua số điện thoại cho nhân viên. lát thì em sẽ để số điện thoại để cho tất cả các bác gọi. lát thì các em sẽ để số điện thoại cho tất cả các bác chúng ta gọi xem hết đi. Cho xong này chúng ta sẽ lựa chọn. tiếp theo, uh, bộ này của nó là mới là cái bộ ngon các này bộ này mới là bộ ngon này dòng này của nó là à, một à, thể trạng à, của micro đờ à, vôn đấy con này kính xước à không phải kính xước đâu à. kêu. Kêu kính kêu. nó hơi xước tí kính hơi xước tí không sao đấy. cái kính của nó là hơi xước một tí ti các nhá nếu các bác quay gần thì các bác nhìn thấy còn nếu mà xa thì không nhìn thấy đây ở bên phòng hát người ta vẫn còn đánh dấu cái hạn mức này đấy cấu cái keo uh, ra cho các bác xem đi đấy cấu ra cái này của nó là kêu keo, keo nến các bác ạ cấu cái là nó ra luôn các bác nhá À, thôi được rồi cái đấy của nó không sao khi gửi đi cho các bác này là thợ của em sẽ cấu ra cho các bác luôn và con này của nó là một trong những thể trạng của micro đề vôn đấy đầu của nó là đầu đò vôn các bác nhá con này của nó là chính là đầu của đờ, đờ, hãng đò vôn đấy có hiển thị ba số hiển thị sáu số này đầy đủ này và nó có cả đường kiểm âm ở đằng trước các bác nhá có cả đường nghiệp kiểm âm ở đằng trước dòng này của nó thì tay chân của nó thì rất là đẹp các bác nhìn thấy không cho các bác xem qua về nội thất đi đã à, Nội thất của nó đây Trời ơi nội thất của nó khủng khiếp luôn đầu nó chắc lắm các bạn ạ Nội thất của nó thì không cần phải bàn cãi nữa thôi Đấy ruột gan của nó là thế hệ đòi cao Và nó có cả chế độ tự ngắt Này các bác nhá Có cả chế độ sóng xa sóng gần Có cả chế độ chỉnh hết lâu Đấy độ nhạy Đây IRZ này đây, chế độ dò tìm này Đấy và đây là đường kiểm âm này đây, và ở trước mặt của nó thì các bác nhìn thấy một cái màu đen nhám rất là đẹp và ở khu vực phía sau thì nó có hai anten Đấy, rắc Canon, rắc 6 ly và có cả hệ thống tinh chỉnh độ nhạy luôn. Và điện áp của nó là chạy điện 12V cắm điện 220. Đấy, các bác nhìn thấy đầu thu nó chắc chắn lắm các bạn Bộ này thì có nó có cả chế độ tự ngắt. Các bác nhá. Nó có cả chế độ tự ngắt côn của nó đây. Thật sự là nó quá đẹp. Côn của nó màu trắng tinh khôi. Đấy, ruột gan của nó thì là đây các bác nhá. Tầng này của nó là có chế độ tự ngắt nhá. Tay chân hoàn thiện của nó là như thế này đây. Em thanh lý cho các bác với mức giá là 1 triệu 500 000 đồng đấy có đường kiểm âm đầy đủ đấy tất cả những tính năng hiện đại con này không thiếu một tính năng gì đấy, mặt mũi quá đẹp duy nhất chỉ chứa trên kính này của nó là bình thường em bán một triệu tám đấy kính hơi sước một tí hoặc là có thể là do keo này đấy chỗ này của nó cũng có thể bóc ra được này đấy vệ sinh cái là ok đấy em để cho anh em với giá một triệu năm trăm nghìn đồng bao ship ok luôn đấy một triệu năm trăm nghìn đồng quá rẻ và tiếp theo đấy lai với tốc độ chóng mặt luôn các bạn nha tiếp theo đó chính là hai bộ micro cát Đấy, hai bộ micro quy một à, cái à, thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Đài Loan. Dòng này thì mặt của nó là đen nháy luôn các bác nha Cho tí à, ấy vào lau qua đi. Đấy. Lau qua cái à, bụi tí là đẹp ngay mà. Đấy, con này của nó tất cả là hàng từ lô về các bác nhìn thấy không Đấy, lau cái là đèn đèn kít kịt kỳ kỳ này. Con này của nó con quy Đấy, U2200max2. Đấy, dòng này của nó là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Đài Loan. Đấy các bác có thể nhìn thấy không? Dòng này thì nó sử dụng một cái màn hình LCD Nó gần như là phủ uh, Gần hết cái đầu thu này của nó các bạn ạ à. Màn hình tinh thể lỏng các bạn nhá Ở trên này thì nó có cả hệ thống là Báo RF, báo AF và trên nút bấm này uh, Volume này nó còn có cả hệ thống đèn uh, báo hiển thị Rất là đẹp Đây các bác nhìn thấy không Nó có hệ thống đèn báo hiển thị Và con này thì tất cả tay chân của nó đều zin 100% Tay chân của nó đều zin 100% Hàng này mới về hôm qua nhưng mà nó lẻ lô đã có một vài bộ thôi Thì em xin phép là sẽ để cho các bác với giá tẻ Cát quy nha Má cốt, má vạch đầy đủ tất cả các thứ Và giá mới còn con này cũng không hề rẻ đâu con nha Nó có rắc canon này, rắc 6 ly này Hệ thống com này Đấy, Và ở đây thì nó có cả anten này Đấy, Điện của nó là cắm điện 12V Chạy điện 220 Đấy, Các bác nhìn thấy ruột gan của con cát quy này Nhìn đã không ạ? Nó quá đã luôn Đấy, bên mạch của hàng bãi thì các bác nhìn thấy là nó bao giờ nó cũng là À, rất là chi tiết, rất là mạnh mẽ. À, và con này của nó thì em nói luôn là nó chưa vệ sinh nhá, chưa vệ sinh, chưa lau chùi, cắt quy à, và tay chân của nó đây các bác này, các bác nhìn thấy không? từ cái tem này, wireless microphone này, dòng này của nó là chạy một cái côn neo lụa các bác nhá, côn neo lụa. tay chân của nó thì em nói luôn là hoàn toàn là zin đét một trăm chưa qua lau chùi, à, chưa qua vệ sinh, lau đi em. Đấy, lau là các bác nhìn thấy là đẹp ngay mà. con này ruột gan mới lắm ấy các bác, ạ. hàng này của nó là bản nội địa. Đấy, tháo từ phòng hát này nhá. KTV cái gì đây? Cái gì để uh, đi đây, 322. À, mã cốt mã vạch DX này. Dòng này của nó tiếng tăm rất là hay và tay chân của nó các bác nhìn đây. Tay này của nó là tay zin nhá. Chắc như nắm cơm. Đấy, chắc như nắm cơm, chắc như củi. Đấy và em cũng chỉ thanh lý cho các bác bộ này. À, với mức giá là 1 triệu 100 000 đồng một triệu một trăm nghìn đồng để cho các bác với mức giá như thế này là không còn lãi lời gì đâu các bác nhá Côn cool của nó tất cả đều là côn cool neo lụa hết các bác nhá Các bác nhìn này nè. Tay, chân, ruột gan, tem, tiếc các thứ là còn đầy đủ hết. Không thiếu một thứ gì. Đấy, và tay của nó rất là chắc chắn. Đấy, bộ số 6 các bác nhá Rồi, đấy đi. Anh em ai lấy bộ số 6 gọi, uh, lát em đưa số điện thoại các bác gọi luôn. Uh, đưa bộ uh, micro này. Đây, em còn uh, lẻ ra tầm khoảng vài bộ uh, micro uh, BBS. Đấy, dòng đầu thu nhỏ GS148. Các bác ơi, BBS GS148. Dòng này thì các bác... Uh, đi làm show làm sự kiện thì hết thuốc luôn này sóng của nó có thể ổn định cho các bác tầm khoảng từ 50 cho đến 100 mét à, từ từ 50 cho đến 100 mét ruột gan của nó thì quá đẹp đấy dòng này của nó chạy côn neo hai tầng các bạn chạy côn neo hai tầng và với cái dòng côn neo thì các bác biết rồi tiếng nó ta rất là ok giải trung rất là cao và giải chép của nó rất là sáng à, nó giúp cho cái à, à, dàn âm thanh của các bác lên những dàn lớn ấy, cũng rất là phê và đặc biệt các bác đi làm đám hiếu đám hỉ ấy, bỏ cái này của nó là vào trong ba lô đây các bác sách đi sách lại rất là tiện Đưa hai tay mic vào trong ba lô Mà cái này của nó bỏ trong ba lô bỏ trong túi sách rất tiện Dòng này của nó là dòng đầu thu nhỏ các bác nhá Đầu thu nhỏ các bác nhìn này Rụt can này à, Phải dùng một cái từ nó quá đẹp luôn Đấy bộ này à, hôm trước em hiền bán với cái giá nó rẻ hơn Nhưng bộ này của nó thật sự là Em lựa những cái bộ đẹp nhất à, Chỉ còn tầm bằng à, mấy bộ thôi Em để cho các bác với những bộ đẹp nhất Với giá 1 triệu 800 nghìn đồng Đây các bác nhìn này Trời ơi nó đẹp quá Tay chân để anh em thợ cũng đã dọn dẹp là rất là cẩn thận ở nhá cho các bác xem qua về nội thất ruột gan của nó để cho anh em cảm nhận Đấy, ruột gan nội thất của nó thì thật sự rất là đẹp rắc ca đồng 6 ly thoải mái anh em thích dùng gì thì, thì dùng ruột gan nội thất chip DNB Đấy, dòng này của nó là bản đời cao Đấy, logo màu đỏ nó có chế độ tự ngắt có chế độ sóng xa sóng gần và đặc biệt là con này của nó là còn có cả cái chế độ gọi là hét lâu chỉnh độ nhạy ở trên đầu thu à, cũng như là trên tay mic Quả là một bộ micro rất là ok Con này của nó con GS148 Các bác nhìn đây này Đấy, khi đóng lại nhá Đầu thu của nó là hoàn toàn chưa lau chùi Các bác yên tâm Khi gửi đi cho các bác là sẽ lau chùi vệ sinh sạch sẽ Đấy, còn hàng bãi thì các bác cũng không nên à, Quá đòi hỏi Đấy, đòi hỏi cao quá thì thành ra là à, Chúng ta nên bỏ ra tầm khoảng 7-8 triệu, chục triệu Mua bộ micro mới cho nó chắc ăn Bộ số 7 các bác nhá 1 triệu 800 nghìn đồng Quá rẻ so với quy định Rồi, và tiếp theo Em Hiền xin được giới thiệu đến tất cả các bác một à, à, bộ micro này con này còn nó với đẳng cấp con các bác này con này có nó là con t m 3009 của hãng TNS. Đấy, hai màn hình LCD lớn một cách kinh khủng đấy và con này của nó các bác có thể à, à, sử dụng à, à, 3 số cũng được thì à, sử dụng à, hiển thị 6 số cũng được đấy các bác ạ đấy, anh em ai thích hiển thị hiển thị sáu số cũng ok, ba số cũng ok. Đấy display này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đấy, bên này em để thì sáu số này. Đấy màn hình nó sáng lắm đấy, hai màn hình LCD. Bên này ba số này. Đấy và duy nhất chỉ có vài cái nút uh, chảy uh, trên mặt sơn này. Mặt của nó là mặt uh, phai nhôm uh, nguyên khối. Đấy. TNS đấy, TM3009. Con này thì thuộc gan của nó cũng khá là đẳng cấp luôn. Đấy, ruột gan của nó thì các bác nhìn thấy không? Đấy chuột gan thì nó quá ok con này hàng vãi xịn các bác nhá đấy có con này là một cái hãng của uh, dòng uh, micro bayer ơ cái nó sử dụng cái dòng côn của ba gò và sóng sánh của nó cũng khá là ổn định để tất cả các bác chúng ta sử dụng cho cái phân khúc gia đình và đi làm những cái thực tiệc cưới hội nghị nhỏ đấy, và với bộ micro này các bác nhìn thấy dòng đuôi chuột và ở đây thì các bác nhìn thấy hệ thống à, thì cái thứ thì còn rất là đẹp bộ này thì à, em hiền cũng nói luôn là thanh lý cho các bác với giá là một triệu đồng một bộ micro như thế này thanh lý giá rẻ luôn nha đôi côn ba g này nếu mà hàng xịn các bác mua ở bên ngoài thị trường thì giá của nó dao động đâu, đâu đó tầm khoảng à, 7 tám trăm đến một triệu một đôi côn này xem như là em chỉ bán cho các bác một đôi côn thôi một triệu đồng vẫn có chống lăn vẫn có chống sốc đấy và bao ship cho anh em luôn đấy với mức giá này bộ số 8 các bác nha anh em ai vừa chân vừa tay nhặt nhanh không uh, chậm chế. Rồi và tiếp theo, em xin được uh, lên cho các bác một bộ micro. À, dòng micro này nó mới là cái đã đòi các bác này. Con này của nó là con Bayer với f FA, QA F3. Dòng này thì tay của nó tay titan, chạy côn của nó là cái dòng côn Neo các bác nhá. Chạy côn của nó là côn Neo M8, tay titan. Con này của nó thì có cả chế độ gia tốc, có cả chế độ tự ngắt đầy đủ tất cả các tính năng. Không thiếu một tính năng nào. ruột gan của nó thì đẹp hết chi các bác nhá. Ruột gan đẹp hết trên. Và với dòng sản phẩm này thì em cũng nói luôn cho các bác là giá bên ngoài các bác mua không có giá dưới 2 triệu tư, 2 triệu rưỡi. Và đặc biệt ngày hôm nay em cũng chỉ để cho các bác bộ này với giá là 2 triệu 250 000 đồng một bộ micro Bayer ơ uh, QA F3 mặt phay nhôm CNC thật sự rất đẹp ra tốc tự ngắt đầy đủ không thiếu thì 2 triệu 250 000 đồng nó quá rẻ so với quy định đó nha Dòng này của nó là không phải hàng xịn em xin phép cho các bác luôn Không phải hàng xịn em xin phép cho các bác luôn Tặng không luôn Và một sản phẩm cuối cùng Đấy bộ này bộ số 9 các bác nhá Bộ này bộ số 9 Đấy và một sản phẩm cuối cùng Em xin được giới thiệu cho tất cả các bác Đó chính là một dòng micro Bayer Đấy BS1000 Đấy via BS1000 Các bác ạ à? Đấy ruột gan của đây mặt mũi của nó đây Đương nhiên là hàng bãi thì các bác biết rồi Đấy không cần phải bàn cái Đấy tay chân của nó thì là Zin phần 100% hàng lẫn lô về các bác nhá make in Taiwan các bác nhìn thấy không make in Taiwan này hàng này của nó là hàng lẫn lô về nó đẹp thật sự đấy ruột gan của nó đây các bác nhìn thấy là nó phải dùng một từ này, nó quá đẹp đấy ruột gan này, gia tốc tự ngắt đầy đủ các bác nhá đấy con này của nó là con bay ư một nghìn em thanh lý cho các bác với giá là hai triệu không năm mươi nghìn đồng duy nhất trong ngày hôm nay các bác nhá duy nhất trong ngày hôm nay rồi ok tất cả các bác chúng ta ai có nhu cầu à, lấy bộ micro này bộ số mấy đây nhanh 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 bộ số mấy bộ số 10 các bác nhá bộ số 10 là anh em ai lấy bộ micro này thì à, gọi điện qua số điện thoại 2 triệu không trăm năm mươi đồng với mức giá như thế này thì tất cả các bác chúng ta ai cũng có thể mua được một bộ micro như mới anh em ai có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại hotline 0936 118 558 anh em nhớ là à, chọn bộ nào thì nói rõ nhá nhớ cho em hiền xin một like một đăng ký kênh các bác ơi cảm ơn tất cả anh em nhá